Rồi con biết ba. Rồi TV 300 này thì đã xong rồi anh em ơi. Cặp mâm trước này. Đó, mâm FS Racing. Khá là đẹp. À, vô vỏ rồi ha. Đó, để thấy trước đã xong. Nhìn đẹp quá. Cứng cáp. Mời anh em tham khảo nha. Bánh sau ok nha, ABS bình thường, hoạt động bình thường hết, quay nhẹ nhàng không có nặng đó, ngay bắn luôn, ngay tâm bắn 100% luôn, không có lệch lạc sắc bên nào hết đó, ngay giữa tâm tìm luôn. Mâm CNC lên cho Vespa Swift được luôn. Nếu anh em nào có nhu cầu lên mâm MFZ thì hiện tại bây giờ là mình đang còn hai màu nữa, một là cặp màu bạc, hai là cặp màu vàng là hết. Muốn nhắc nữa thì phải order 5-6 tháng nữa mới có tiếp nha anh em. Trước mặt mình đây đang có hai chiếc xe, một là con xe GTV 300, hai là con xe Vespa Sprint được trang bị cặp mâm CNC của đến từ MFZ Racing. CNC sẽ được là mâm này sẽ được là CNC nguyên khối 100%, với khối lượng cực kỳ là lớn rồi CNC ra. Thì anh em đã thấy được cái cặp mâm nó đẹp và hoàn chỉnh như thế nào. Ở đây là mình đang có hai màu, một là màu vàng, hai là màu xám Titan Gold. Đó, khá là đẹp nha anh em. Cặp mâm này là hạng bản limited chứ không có nhiều, nên là số lượng chỉ có hạn thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với tất cả các đại lý ở phân phối tại Việt Nam nha. Thì đây là cặp màu bạc ha, đây là một cặp màu bạc và đây là một cặp màu vàng treo sẵn ở đây luôn, à, không ai được đặt chạm vào theo. Mời để mình quấn mút lại cho nó sạch sẽ và nó không có bị chày, nên là anh em có phải là ok hai cặp màu duy nhất luôn. Tiện thể ở đây mình cũng ké luôn là một cặp mâm xe điện hai cái trước 27 củ cho một cặp mâm MFZ Racing CNC nguyên khối 100%. Xin chào và hẹn gặp lại anh em lần sau nếu mình có tin mới.